Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Fan cuồng Neymar gọi tên Hoa hậu Đỗ Thị Hà, suy sụp khi Brazil bị Croatia tiễn về nước. Hoa hậu Việt Nam Đỗ Thị Hà là một trong những fan hâm mộ cuồng nhiệt của Neymar và Brazil trong mùa World Cup 2022. Mới đây, trận tứ kết giữa đội tuyển Brazil-Croatia đã trở thành cuộc chiến nhận được nhiều sự quan tâm nhất tại World Cup 2022. Vì các vũ công Samba đã chính thức bị loại cay đắng khi bước vào vòng đá luân lưu với Á quân World Cup 2018 với tỷ số 2-4. Neymar cùng các đồng đội hoàn toàn đổ gục trên sân cỏ, cùng bao nỗ lực trong 120 phút nhưng lại về nước trắng tay sau màn phạt đền với tuyển Croatia. Hoa hậu Đỗ Thị Hà là một trong những người dành sự ủng hộ tuyệt đối với đội tuyển Brazil. Cô đã thức khuya để đón xem thần tượng Neymar và đội quân Brazil trình diễn trong trận tứ kết. Tuy nhiên, giây phút đá phạt đền kết thúc cũng là lúc Brazil bị đánh bại, khiến nàng hậu vô cùng xúc động đến mém khóc. Cô đã đăng tải dòng trạng thái trên story cá nhân của mình để thể hiện sự tiếc nuối đối với các vũ công Samba vì chiếc cúp vàng của World Cup 2022 lại một lần nữa từ chối các tuyển thủ người Brazil. Trước đó, khi Neymar ghi một bàn ở phút bù giờ trong hiệp phụ thứ nhất, Đỗ Thị Hà cũng cập nhật sự tự hào về thần tượng trong giây phút thăng hoa của đội tuyển này. Siêu sao bóng đá Neymar là một trong những nhân vật khiến Hoa hậu Việt Nam 2020 phải quyết định theo dõi trận đấu đến phút cuối cùng. Cách đây không lâu, trong vòng bảng Brazil đối đầu với Thụy Sĩ, Đỗ Thị Hà đã nhận lời tham gia trở thành khách mời bình luận cho chương trình phát sóng World Cup vì cầu thủ yêu thích của cô chính là siêu sao điển trai người Brazil. Cô chia sẻ, đội tuyển Brazil có một cầu thủ em rất thích, chính là anh Neymar. Nhưng hôm nay anh ấy bị chấn thương nên không thể tham gia trận đấu. Em cũng hơi buồn một chút nhưng không sao. Các cầu thủ còn lại vẫn xuất sắc nên em hy vọng trận đấu sẽ diễn ra một cách trơn tru. Cái kết buồn của Brazil tại mùa giải 2022 không chỉ để lại nỗi mất mát lớn của người dân quốc gia này, mà cũng có thể là những khoảnh khắc cuối cùng khán giả bóng đá có thể nhìn thấy một Neymar quyết liệt tại World Cup. Vì sau trận thua cay đắng trước Croatia, cầu thủ sinh năm 1992 chia sẻ, nếu nói rằng đây sẽ là kết thúc là hơi vội cho bản thân, nhưng tôi cũng không thể nói trước bất cứ điều gì. Tôi cần có thêm thời gian để suy nghĩ điều gì là tốt nhất cho mình và cho đội tuyển Brazil. Tôi chưa đóng cánh cửa, nhưng tôi cũng không đảm bảo 100% sẽ quay lại. Neymar khóc nức nở vì đã lỡ mất tấm vé vào bán kết của World Cup 2022. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.